cái con cá này là cá đối bui hả? Cá này là nãy anh đi chợ anh mua bỏ vô đúng không? Không có. Ghê đó. Cá này giống cá lóc. Thành phố Vũng Tàu vốn nổi tiếng với những bãi biển đẹp thu hút đông đảo khách du lịch như bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa. Nhưng hôm nay Mò Cua Block TV sẽ đến với bãi biển thú vị khác ngay tại thành phố Vũng Tàu, đó là bãi biển Đồi Nhái. Bãi biển nằm tại phường 11 thành phố Vũng Tàu, cách bãi sau trung tâm thành phố khoảng 10 km. Bãi biển ở khu vực cửa sông Cỏ Mây. Các hoạt động ở bãi Đồi Nhái chủ yếu là đánh bắt hải sản, cào nghêu, cào ốc, đào cua và đặc biệt là làm đăng trà. Rất là nhiều hoạt động cho các bạn muốn trải nghiệm bắt hải sản. Hôm nay Mò Cua Block TV giới thiệu tới các bạn về dịch vụ bao đăng ở đây. Đây là cái đăng. Đăng là một vùng lưới cắm sẵn ở ngoài biển. Khi thủy triều nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Khi thủy triều nước rút đi, cá sẽ bị mắc kẹt ở lại trong đăng. Chúng ta đi bao đăng hay thuê đăng là chúng ta đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá ở trong đăng mang về. Bao đăng không giới hạn người đi, cá bắt được là cá tự nhiên ở ngoài biển vào. Nhiều hay ít cá tùy thuộc vào ngày, tùy thuộc vào con nước và hướng gió. Hỏi Mò Cua Block TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhá. Hôm nay Mò Cua Block TV là tiếp tục đứng ở một cái vị trí đăng xa nhất và cái điểm đăng này cũng khá là quen thuộc đối với các bạn đã từng xem kênh Mò Cua Block TV và những video của kênh Mò Cua Block TV. Thì đây bên kia là tỉnh Long Hải và bên này là chân cầu Cửa Đấp. Hay khách của mình đang trải nghiệm bao đăng ở cái đăng này. Tức là cái đăng này thuộc vị trí đăng số 4, đăng này là mà có một cái gần và một cái xa. Thì khi đi bao đăng này thì bạn đã được bắt hai cái đăng một lúc. Tại vì thường là cái đăng trong nó ít cá nên là chủ đăng cho bắt thêm một cái đăng ngoài. Nhưng mà để đi cái đăng này thì các bạn phải gửi xe ở tút trên mé đằng kia, cách xa chỗ này khoảng cỡ gần 3 cây số. Rồi chủ đăng sẽ dùng xe máy hoặc là có một đội xe ôm sẽ vận chuyển và là chở khách từ trên chỗ gửi xe trên đó xuống dưới này, xuống dưới chỗ này và để xe trên đó rồi đi bộ từ chỗ đó lại trong đăng này. Khoảng cách đi bộ cũng khá là xa nha, nên là các bạn cứ để dành sức để mà ra đây mình có thể đi bộ ra cái đăng này mất 300 mét, cái đăng kia thêm khoảng cỡ 200 mét nữa là 500 mét, nó khoảng cỡ hơn 500 mét một chút xíu. Cũng khá là mệt nha các bạn, đi một lúc nếu mà các bạn đi phải đi ra cái đăng ngoài kia là mình phải nội qua một cái bụng nước nữa nên là nó cũng khá mệt. Các em bé mà đi cái đăng này thì nhiều khi vô sợ mệt quá, người lớn đi còn thấy mệt nữa. Đăng này thì cái khúc biển chỗ này nó bị bóp lại, nó tạo thành giống như kiểu là một cái sông thôi các bạn. Ngoài kia thì biển nó khá là rộng lớn bao la, nhưng mà khi bước vào trong này nó tạo thành cái bùng thắt, nên là những cái đăng này nó cắm ở mãi ngoài giữa luôn, nó ngoài giữa cái vùng eo này luôn. Thì hiện tại đang là cuối của con nước nên là cái mực nước nó rút thường khá là sâu và nó lúc nước nó lớn lên thì nó lên khá là cao, mà khi nước lớn thì lên cao thì cái lượng cá nó vào trong đăng nó khá là nhiều. Do đó là mình đi theo con nước là tức là những ngày nào mà nước rút thật là sâu hoặc là những ngày nào nước lớn lên thật là cao thì cái lượng cá nó sẽ vào trong đăng nó nhiều, tức là thường là những ngày đó là sẽ nhiều. Tất nhiên nó vẫn có những cái ngày đột biến, tức là nước lớn nhưng mà nó lại ít cá. Nói chung là cái gì cũng có thể xảy ra được hết, nhưng mà cái thường cái mình cái đánh giá ở đây là cái thường nó hay diễn ra thôi, chứ còn nó vẫn có những cái xác suất gọi là không có đạt theo những cái thường đó. Đây, khách của mình hôm nay đi khá là đông thì để vào đây mình quay cho các bạn xem. Đăng này có nhiều cá không anh? Đây được con cá này là cá đối bui hả? Cá này là nãy anh đi chợ anh mua bỏ vô đúng không? Không có. Ghê đó. Cá này giống cá lóc. Rồi cá đối mua nhiều ký, nói thật thì người ta nhậu mua thêm mấy ký nữa để nhậu. Vậy là có sản phẩm rồi đấy, nên là em sợ là không có gì đấy. Rồi sau khi bắt cái đăng dưới xong thì cái lượng cá mình nghĩ là nó cũng khá là ít. Vì cái đăng dưới thì thường nó ít cá nên là mới được bắt thêm cái đăng này. Bây giờ để mình ra đây mình quay cho các bạn xem cái đăng ngoài này hôm nay có nhiều cá hay không. Nước trước khi đi nổ ra cái đăng thứ hai này, vị trí đăng đôi nhưng mà đăng số 2 thứ hai này á, thì nước nó còn khá là sâu lại tới đầu gối này, có thể là ướt đồ đấy nhá. Rồi đoàn của mình bây giờ phải nổi qua một vũng nước khá là sâu, cuối cùng cũng lên được trên cái đăng này. Rồi xin chào cả nhà. Có mực hả? Mình có mực đúng không? Em ngọt mà. Em ngọt.
Có con nào to không anh? Hả? Cẩn thận mấy con cá nhỏ nha anh. Đâm đó mấy con cá gì thì nó nhỏ nó đâm á. Không anh giật không à. Xem ngoài này còn con mực nào không? Thấy đằng này là hay bắt được mực lắm. Mới ăn đó, mới ăn con đó. Mực mực ống đang xa bờ mà. Có cái túi để đựng á sang qua. Cái này nó quá là lại nè. Gẻ. Cá còn gẻ, kiếm gẻ trước. Nè, từ từ bỏ vô chứ nó leo ra ngoài. Nó leo ra ngoài. Đây, đây. Đó, thành phẩm. Đây. Thì có cuốn kìa. Con cua nhện đấy, ăn được đấy. Không phải nó chích. Rồi, giờ này ăn xong rồi hết được. Đưa đây. Còn cá bự này nãy tôi đi chợ mua. Cua nhện này không giống ở trong con gì nó chích ngang hông trên nhất lắm nha. Cá rìa. Cá rìa. Đúng rồi, cá nhỏ nhỏ. Chích nhất lắm. Đúng rồi, nó chích bút cái này đúng không? Đúng rồi, cá nào chích luôn nè. Con nào chích? Đây, con nhỏ nhỏ này nè. Đây nè cá rìa nha. Con này chích là bao nhất? Nhất lắm. Tào nào đấy là em thấy nhất chân. Nó rất là nhỏ nhưng mà đạp chúng nó là nhất. Cái gì được chụp con hả? Con cá đói bự lên nướng được rồi. Nướng ai nhịn? Ai ăn ai nhịn? Nó lạnh kìa, chùm áo cho nó. Đâu được, ra ngoài nữa hả? Đây xem có con gì nè. Ơi, xin chào nhà mình. Có con gì giá trị không? Tự nhiên để tay vậy nè. Đây anh thôi. Anh đây. Ba. Mấy con cá chết khô rồi. Đây này cũng có sản phẩm cho các bạn bắt rồi đó. Sợ không có. Cá nâu ngon lắm á. Con này có con nữa nè chú. Chú. Có con nữa. Rồi. Vô luôn rồi. Dạ. Nó bị dính lưới chết rồi.